nhiều anh em cứ hỏi loa tiếp có bao chống hú không mình sẽ trả lời anh em luôn này hú mic là do kỹ năng cân chỉnh của anh em vang đẩy âm ly chứ không phải là hú mic là do loa không có loa nào chống hú cả anh em nhé không có loa nào bao chống hú cả Đấy. anh em phải đây là cái kiến thức ban đầu dành cho anh em hú mic là do kỹ năng cân chỉnh của chúng ta chứ không phải là do loa cũng không phải là do âm ly cũng không phải là do vang đẩy mà chính do người không biết chỉnh Đấy, đây là kiến thức dành cho bạn đó là do người không biết chỉnh đó là do kỹ năng của người chỉnh chứ không phải do thiết bị các bạn nha. Đấy, không có loa nào chống hú cả ở đây nha. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi loa tép có bao chống hú không Đấy, kiến thức dành cho bạn chốt, đó là hú mít là do kỹ năng cân chỉnh của người, của dân chơi chứ không phải là hú mít do loa, mà không phải là hú mít là do vang đẩy, chính là do người không biết chỉnh, anh em phải đầu tư kiến thức cân chỉnh đi nha.